Hiện tại thì mình đang nuôi ba đứa. Cái Adopt Me này nó hiện đang nó cập nhật phiên bản mà mình có thể nuôi được ba đứa nhỏ. Thấy ghê không? Một đứa trên cổ, hai kẹp nách hai bên hai đứa. Này đúng đại gia đình luôn ấy. Đức đẹp trai nhất trong ba đứa. Ôi thanh niên. Đang coi sức khỏe. Oh my god. Thôi bây giờ cho tất cả full lên đi. Làm biếng quá, làm biếng lên chăm lo cho nó quá. Mà yên tâm đi, các con không bị đói đâu, bởi vì có hai cái ổ bánh mì sau lưng nè, hai ổ bánh mì phía sau lưng nè, không lo chết đói. Có bánh chập, bánh chập chỉ không, bánh chập sao không ăn đâu. Ai bố muốn ăn chứ cũng muốn cho cô. Cái nhà nãy của mình đâu ta? Nhà mình đâu ta? Làm sao nè? Làm má đâu rồi? Đây làm hả? sao làm sao Hả? đây cái kia đây kìa đây kìa tòa nhà bé bé nè đây kia kia Oh my god, quay mua nhà lại xong. Mua nhà xong tôi đây không nhớ này đường. cái nhà làm sao Em bị thừa chỗ này anh. đi theo em này này ơi Đâu đâu đâu. đây đây Sao có la sao có Đâu có ở nhà này. Anh mua nha, cho xong rồi anh mua nha. À, nhà này nè, nhà này nè. Nhà này nè. Mẹ. Còn đâu thì chưa? Rồi, mọi người vô. Đi hết em. Ra thì đi được. Trời đất. Oh my god. Lát. Nó bong nữa, nó bong nữa, nó bong được nữa. Sắp bị ngồi. Lên các em. Xong rồi sẽ bỏ được giờ chán quá. Cái linh đâu, cái linh. Vô nó bị gì chứ rồi. Sao kỳ vậy? Trời đất. Bể đi mày, bể đi. Muốn bể phải không? Ở chơi luôn. Ê mọi người đi đi lên mọi người đi lên biệt thự núi đi tham quan nhà của mèo đen đi. Go 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 go. Đức gì? Mỗi giờ quá ngồi lại đây ngồi mấy đứa ơi. Lại đây ngồi nè. Lại đây ngồi 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 mỏi giò quá anh kia đâu rồi anh kêu rồi anh luôn ngồi đi anh ngồi kia ghế đi đâu mỏi giò rồi quá à ta đây tập trung vào đây đấy gì vậy à anh ra số rồi đây là bắt con thùm mà lằng vậy men thôi đi thôi đi mấy đứa ơi đi lên biệt thự của mèo nè trời nuôi ba đứa công nhận nó tốn kém quá à. Tốn kém quá men từ từ men từ từ nhảy xuống đi nhảy xuống đi rồi mẹ đưa cho con nè nhảy xuống đi nhảy xuống luôn nhảy xuống luôn trai rồi Đức nhảy xuống Đức nhảy xuống Đức nhảy xuống cái gì mà tùm lum vậy từ lứa hộp dưa hộp má từ ta ca ra mất cốc trai đâu ở đây cho cái bắp nè trai đá banh đi mấy em a cây kìa Hãy
đi mấy đứa. Đâu. Bắt cao. Ê, cái lăng nó bắt cóc mình nữa. Ê, bắt cóc được nữa. Trời ơi, mấy đứa này nó bắt cóc con tôi. Con nho nhóc cái chân vậy. Oh my god, thôi tôi chạy. Ôi, quá trời ơi. Come on, baby. Mẹ đang ấm con hay con gì? Mẹ đang ấm con mà. Ủa đâu rồi? Cô bảy 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 bảy. Cô le đâu? Thằng nào? Thằng nào con nào bắt? Mẹ. Đâu rồi? Nữa? Cái gì vậy man? Đợi xíu nha, để chơi cầu tụt cái. 1 2 3. Bún. Thôi đi lên biệt thự của mèo nè. Ơi sao mắc hiện được mày cho tao có mắc trả lời cái tay. Ê công nhận nha. Ẩm ba đứa mệt, ẩm hai đứa mệt quá à. Một đứa đi. Đi lên biệt thự thôi. Có mèo ở nhà không? Mèo mèo có ở nhà không? Mèo có biệt thự không? Vô đi luôn. Rồi mấy đứa phá đi. À, không vô được ta. Trời ơi cái gì vậy mày? Nữa bị lát nữa. Dạ được rồi. Vô tắm mấy đứa ơi. Một thằng vô đây. Thằng con kia. Thằng kia đâu? Ờ rồi đi theo mẹ mày nè. Con đây. Đức không bao giờ. Không bao giờ đi tắm. Đây. Ủa ai đứng tắm mà bà đang nhảy kìa. Đâu chỗ tắm đâu ta? Ủa cái chỗ này không phải chỗ tắm, này là phòng khách. Đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Tắm đây nè. Đây, 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 đây. Ủa? Này phòng ngủ men. Quên đâu, quên đâu. Nghe lại. Một màu trắng. Đây, 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 đây. Ủa, bảy, bảy, bảy đi lộn chỗ. Đây. Con ra. Ủa sao không tắm được? Nhớ không thôi. Ê đi ngủ tắm hả? Quá trời vậy men. Mày rồi, đang ngủ. Ok ok, đợi xíu. Trời ơi. Má đang ngủ mà. Ăn xong rồi. Con nhóc nho gì nè. Đang ngủ mà cứ mặt. Mẹ mắc cắp. Ồ men. Chỗ này chỗ nào đây? Nhà bếp hả? Trời ơi, đi lạng quẹn một hồi lạc đường cũng không nhớ đường luôn nghe. Chỗ ngủ đâu? Khổ cái nhà kiếm nhà ngủ cũng ra nữa. Tắm tắm kia, ngủ chỗ này. Leo rồi. Leo đâu? Cho tôi bong được một ta, trời ơi. Đây bong ba đứa luôn, cho tôi bong được một ta. Vậy ngu nghe đang ngủ. Ngủ đi các bé. Bé ơi ngủ đi. Bé đang ngủ nha bé. Ngủ bó nên tôi làm chạy cho mô đi, mắc ngủ à. Ngủ đi. Ngủ đi. Ê, nó mất thân. Ồ, 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 quá dữ, quá dữ. Trời ơi, cái này nó hùm bà làng luôn men. Bà lại. Bà lại.
mà tùm lum vậy mẹ? Đang ngủ hả? Mẹ cho con ngủ lại, mẹ coi cho con ngủ lại nha. Nha nha. Rồi ngủ đi con. Một cái he he he
AKI ăn bụng trong học, trong giờ học ha, AKI. Ủa, hết giờ hỏi. Đức đang leo lên. Bạn đạo thầy giáo. Quá man. Ra má. Quá. Trời ơi. Cái lý do tôi kêu gỡ cánh là đúng rồi mà. Cánh rườm rà, nó chật chội nè. Mọi đứa ngồi góc đi. Đang mắc sai mặt thầy. Thầy vô chỗ. Mọi đứa ngồi góc. Đâu rồi, cái con chó nè. Mặt thầy không cho ra. Mấy cấp những cái dây ở trong ngoài mặt thầy sống lại đập mặt thầy ngồi xuống không ngồi được, không ngồi được men, thôi đi. Y chỗ này thú vị, đặt mặt thầy xuống rồi, thôi đi. Chỗ này chế bộ nè, bồng em lên cái, đang tập tạ rồi, mày đang bận tập tạ. Luyện cơ bắp để mới có thể ẵm được ba đứa con chứ. Phải luyện cơ bắp. Trời, cái gì vậy em? Ủa? Cờ Vinh. Ai da, đi không được đó. Ai da. Ra. Ra đi. Đang tập tạ trên cầu. Lấy quà không mày? Chị lấy rồi. Không, cho em lấy. Sao mà không lấy được ta? Cái gì á? Chị có tập tạ. Cho chị hả? Cảm ơn nha. Em mở ra xem. À, chị. Chị đang cần cái này. Lái này quên lắm. Nước với nước luôn nè. Da. Đây có giấy chùi móc ra nè. Da. Bỏ đi. Nhưng mà nó có trong vỏ đồ mình không? Có nha. Đâu để xem. Không trắng lần số này. Có rồi. Không trắng lần số này. Em nghe. Trời ơi, mấy đứa này là siêu nhân hết rồi. Trời, nó cầm tả nó đi như đúng rồi luôn á. Em đây. Đâu em đâu? Em lên lên. Con rớt nhiều quá à. Đâu rồi? Em đây. Đâu men? Đây. Có cái chỗ lướt ván á. Mọi người qua bên chỗ lướt ván đi. Nó đâu ta? Đây nè. Trời ơi, mùi đường mắt nè. Đi theo em. Đi theo em. Đây, chị đang đi đây. Thưa cha, đúng là mùi đường. Trời đất ơi. Trên đây. Quý vị. Trên đây. Trên đây mấy tháng ơi. Trên đây. Trên đây. Cô. Mẹ ơi. Trên đây mẹ. Đâu. Đây rồi. Ê, đi lên. Lên. Ai da. Ai da, ăn kẹt rồi. Ăn cơm chưa, ăn cơm được mày ta. Dạ.
Chợ em chịu thôi, dán trượt quá ngầu men. Đừng à, yeah. Đừng phải hấp ta. Ai hiên ai quả. Cái mày ơi, chợ em. Ê này tụi đi luôn nè, nó tụi đi luôn, tụi đi luôn á. Chợ em. Ở chưa. Cái gì kỳ vậy? Không chắc lần xuống đây, không chắc lần xuống đây. Mày cá ơi, không chắc lần xuống đây, không chắc lần xuống đây. Tùm lum men. À da, đi không được, đi không được. Heo vô rồi kìa. Chỉ coi với mèo mà, chỉ giống coi với mình cho chụp số nó tức một lại một người mẹ nó như khoai với bông bông với chừng bằng chừng với cái bắp cung cùi thì coi chặt qua từng nào. Dạ sắp mặt, sắp mặt heo vô. Ôi oh, yeah. Chị sắp chị có thể có cái bắp cung cùi với bông ba được con có một lớp vầy trong bắp đấy thì chị chị vừa bạc thì có thể tôi ba lớp vầy được không? Trời ơi trời, tôi vừa lớp dán mà thằng con nó vừa tập tạ luôn, vãi thật. Ừ, chứ nó sẽ đá từ mắt với vầy. Quá trang luôn. Quá dữ. Tiếp té luôn. Vì mà đầu tiên cái vật nào có thể bong mày tục được. Mày mày để con tôi khi vừa định vượt vượt quá. Chắc mà để con được vượt quá làm sao chứ. Không thấy Huy và không thấy Huy và Vân đâu nhờ. Vân là hình như là đừng có chuyện. Thế rồi. Ngồi ghế đi đứa, thì mấy đứa. Thì mày mày được con luôn. Ngồi ghế đi mấy đứa mỏ giò á. Ấm con mẹ thật. Thì sao chúng tôi là nhân viên tương thuộc gì đó của một cái gì đó thì tôi đồng hành thì có gấp tương tư cho mày. Đó. Em ngồi ghế của Bo đi THK, em ngồi ghế của Bo. Anh thật cho em xuống rồi. Cho em xuống rồi. Em nè. Anh đuổi em rồi. Chụp tụp anh đã lên, chụp tụp anh đã lên, chụp tụp anh đã lên, chụp tụp anh đã lên. À đúng rồi, chụp tụp anh. Lên đây cho hàng và tụp hát. Dạ, dạ, cấn, 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 cấn. Có heo đang lạc trôi ở phía sau kìa. Đây nè, heo lên nè. Vô luôn heo. Heo đang lạc trôi, heo đi lạc trôi kìa. Mèo đen lên, mèo đen. Đâu đứng đó hoài vậy? Cho bạn ra đây kìa. Mẹ mèo đen quá. Cái này như anh thờ vậy. Con này là nó muốn chơi lên. Thấy ghê không? Thấy chị ghê không heo? 1, 2, 3, thật là thú vị. Lết 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 ở dưới nè. Trời ơi, heo quay lướt ván trên nước, mặt nước luôn, ghê ghê thật. Em đi gấp chị. Ok. Thôi mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Bye bye mọi người. Cái gì? Ê gì? Bye mọi người.